Alo ạ. Thì có nghe anh nói Xin chào anh chị nhà đầu tư đến với chương trình nhịp đập thị trường của VietinBank. Thì chương trình được tổ chức thường kỳ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ từ 16 đến 17 giờ hàng ngày. Tham gia chương trình ngày hôm nay để anh chị có thể nắm rõ các chuyên gia tham gia chương trình ngày hôm nay thì tôi xin phép được tự giới thiệu. Tôi là Nguyễn Văn Linh, hiện tôi là chuyên viên của phòng tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VietinBank. Tham gia cùng chúng ta ngày trong chương trình ngày hôm nay thì có anh Nguyễn Trung Du, hiện anh là chuyên gia chiến lược giao dịch và anh Du đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trên thị trường. Thì hy vọng rằng những cái chia sẻ của anh sẽ hữu ích cho anh chị nhà đầu tư khi chúng ta tham gia trên thị trường. Và để đảm bảo không ảnh hưởng đến các anh chị khác khi tham gia chương trình thì các anh chị khi mà tham gia chương trình thì vui lòng tắt mic để không làm ảnh hưởng đến người khác ạ. Nội dung chính của chương trình ngày hôm nay thì gồm có 3 phần chính. Trong đó đầu tiên thì Linh sẽ đi điểm qua về cái diễn biến giao dịch trong phiên ngày hôm nay. Tiếp theo thì anh Du sẽ đưa ra những cái quan điểm hay cái nhận định hay là những cái nhóm cổ phiếu mà có cái tín hiệu tích cực trong phiên dịch ngày hôm nay. Và cuối cùng là phần Q&A, là cái phần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi về cổ phiếu hay thị trường. Thì ngay bây giờ anh chị có thể để lại cái câu hỏi về cổ phiếu của anh chị trong phần chat. Tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ anh chị để giải đáp thêm về các câu hỏi. OK ạ. Để bắt đầu thì Linh sẽ đi vào điểm qua cái diễn biến giao dịch trong thị trường ngày hôm nay. Trong phiên dịch ngày hôm nay thì thị trường mở cửa đầu phiên khá là tích cực khi mà tăng mạnh ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên thì cái diễn biến giằng co trong phiên dịch hôm nay thì diễn ra trong phần lớn cái phiên dịch buổi sáng và kéo sang một chút sang phiên giao dịch buổi chiều. Và đặc biệt là thị trường cũng giống như ba phiên giao dịch gần đây thì đều có chịu áp lực bán trong phiên giao dịch buổi chiều, đặc biệt là sau khung giờ 14 giờ thì cái áp lực bán nó khá là mạnh ra trên thị trường và thậm chí là có những cái lúc chỉ số VN-Index về mức giảm hay cả chỉ số VN30 cũng thế. Và trong phiên ngày hôm nay thì đã có 3 lần cổ phiếu đã gần chạm cái mốc ngưỡng tâm lý 1.400 điểm. Tuy nhiên thì đều sau đó thì đều bị bán ngược trở lại. Điều này cũng dễ hiểu khi mà hiện tại thị trường trong phiên giao dịch ngày nay, hôm nay hay thị trường trong phiên mấy phiên giao dịch vừa qua thì cũng không có một cái nhóm cổ phiếu nào thực sự là khỏe để dẫn dắt thị trường. Về cái diễn biến thị trường trong phiên ngày dịch ngày hôm nay, chị thấy rằng có các cổ phiếu tác động tích cực đến chỉ số VN Index, thì trong đó có cổ phiếu Hòa Phát, Sáp hay một vài cổ phiếu banh như Tiên Phong Banh, VP Banh, OCB và cổ phiếu Gas. Ở chiều ngược lại thì SHB hay là cũng bị bán khá là mạnh. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu khác như là Vietjet, Maxsan hay là Vinhome là những cổ phiếu mà khiến chỉ số VN Index giảm điểm trong phiên dịch ngày hôm nay. Về mức độ thanh khoản thì phiên dịch ngày hôm nay thì cái thanh khoản cũng khá là tương đồng, cũng gần bằng so với phiên dịch ngày trước, khoảng tầm duy trì tầm 20.000 tỷ trên sàn HOSE. Độ rộng thị trường thì trong phiên ngày hôm nay thì ngay từ phiên buổi sáng ta thấy cái độ rộng thị trường duy trì ở mức khá là tích cực khi luôn luôn ở trên cái mức 50%. Tuy nhiên thì càng về giữa phiên thì cái số của lượng cổ phiếu mà giảm giá và tham chiếu nó tăng dần, và hầu như là cả các phiên giao dịch buổi sáng cho đến đầu buổi chiều thì chúng ta thấy rằng số lượng cổ phiếu chiếm được đà xanh và số lượng cổ phiếu giảm điểm và tham chiếu thì khá là ngang nhau, và cho đến lúc 14 giờ lúc mà thị trường bị bán khá mạnh thì cái số lượng cổ phiếu tăng giảm điểm có lúc nó tăng đến gần 60% và sau đó thì giảm trở lại cho đến cuối phiên. Nhìn vào cái số lượng cổ phiếu tăng giảm hay đứng giá trong phiên hôm nay thì anh chị cũng thấy rằng là cái phiên giao dịch ngày hôm nay tiếp tục nó có phiên khá là giằng co giữa bên mua và bên bán trong trong phiên ngày hôm nay. Về cái bản đồ vốn hóa này thì anh chị nhìn thấy rằng là trong phiên ngày hôm nay thì các cổ phiếu vốn hóa lớn nó cũng khá là giằng co khi mà có những cổ phiếu ví dụ như Vietcombank hay Vinhome là giảm, còn trong chiều ngược lại thì có những cổ phiếu như là VIX, Fast hay là Gas hay là Tech là những cổ phiếu xanh. Trong đó thì các cổ phiếu cái nhóm vốn hóa nhỏ hơn thì cũng tiếp tục là duy trì được cái đà sắc xanh, đặc biệt là có những cổ phiếu một vài cổ phiếu penny thì cũng chỉ có trần trong phiên ngày hôm nay. Khối ngoại thì hôm nay có mua dòng nhẹ một chút so với trong phiên ngày hôm nay. Thì trong phiên dịch hôm nay chị có thể thấy rằng là cái nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm cổ phiếu thép là hai cái nhóm cổ phiếu mà khá tích cực trong phiên ngày hôm nay. Khi mà hầu như các cổ phiếu trong nhóm ngân hàng đều có giữ được cái sắc xanh trong phiên ngày hôm nay.
có thể kể đến ví dụ như là STB này, Tiên Phong Bank này, Techcombank hay là VP Bank. Ở chiều ngược lại thì có một số một vài cổ phiếu giảm điểm, ví dụ như là ACB này, hay là BID này, rồi HD Bank hay là MB Bank, thì là những cổ phiếu mà của nhóm ngân hàng giảm điểm trong trong nhóm VN30. Các cổ phiếu ngành thép thì hôm nay cũng khá là tích cực khi mà Hòa Phát, Hoa Sen hay Nam Kim cổ phiếu cũng tăng khá tốt trong phiên ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì có các cổ phiếu như FPT này hay là GAS cũng khá cũng có được cái sắc xanh trong phiên ngày hôm nay. Trong chiều ngược lại thì các cổ phiếu như là Maxan rồi Thế Giới Di Động, PNG hay là Phát Đạt, TPLX cũng giảm điểm. Nhìn chung thì cái nhìn vào cái số lượng cổ phiếu tăng giảm trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy được khá một điều là thị trường tiếp tục có một sự giằng co khá là rõ trong trong phiên dịch ngày hôm nay. Và ba nhìn cái vào cái khung giao dịch giờ thì anh chị cũng thấy rằng là trong ba cái phiên gần đây từ ngày 12 tháng 10 đến ngày hôm nay thì đa số là các cổ phiếu này ở thị trường chỉ số VN Index đều đang giao dịch trong một cái vùng giá từ 1390 điểm đến 1400 điểm, và chúng ta chưa có một sự đột phá trong cái khung giá này. Và nhìn vào cái khung ngày thì ba phiên bốn phiên gần đây ta nhìn đến cái thị trường giao dịch giằng co thể hiện qua những cái thân nến nó khá là nhỏ trong các phiên giao dịch gần đây. Chỉ số VN30 thì cũng thế, VN30 thì cũng đang gặp một cái vùng cản này, và cũng bốn phiên gần đây chỉ số VN30 giao dịch trong biên độ mai ăn hẹp. Xôi đi vậy. Và cái thanh khoản của VN30 bốn phiên giao dịch gần đây nó có cái sự duy trì ở mức thấp hơn so với cái phiên tăng mạnh của hơn 33 điểm trong tuần trước. Bên cạnh đó thì hôm nay nhóm cổ phiếu các cổ phiếu nhóm cổ phiếu midcap, ví dụ như là nhóm các cổ phiếu bất động sản, các cổ phiếu ngành thủy sản hay các cổ phiếu về phân bón thì vẫn tiếp tục duy trì được cái tín hiệu tích cực trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Ok ạ, Linh vừa điểm qua về cái diễn biến giao dịch trong phiên giao dịch ngày hôm nay ạ. Thì anh Du ạ, anh có thể chia sẻ với các anh chị nhà đầu tư cái góc nhìn của anh về thị trường trong phiên sau phiên dịch ngày giao dịch ngày hôm nay được ạ? Alo Linh ơi, nghe rõ không? Cái đường truyền mạng có vẻ nó hơi tệ hôm nay. Trời mưa đâm ra là sợ nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của buổi ngày hôm nay. Thì trước hết xin được chào anh chị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại anh chị trong cái buổi trao đổi về diễn biến thị trường trong phiên dịch ngày 15 tháng 10. Đây cũng là phiên dịch cuối cùng của tuần và khép lại một cái tuần giao dịch thì nhìn chung là tích cực. Tại vì mặc dù cái diễn biến chúng ta nhìn trong 4 phiên vừa qua thì trong tuần qua thì thị trường thì tăng tốt nhất vào cái phiên ngày thứ hai thôi, có mức tăng rất là tích cực, tăng hơn 1,6% đúng không ạ? Còn 4 phiên liên tiếp thì thị trường gần như đi ngang, cái diễn biến thì khá giống nhau. Trong phiên sáng thì tương đối tích cực, có những cái nhịp giật lên rất là tốt nhưng mà thanh khoản không mạnh, nên là phiên chiều thì hay bị bán ngược lại và nó tạo sự hoảng loạn. Nhưng mà đến phiên ATC thì lại cân bằng. Thì đây là một cái trạng thái cân bằng bình thường thôi, tại vì khi mà thanh khoản chưa mạnh thì cái tâm lý thị trường mọi người cũng sợ cái khả năng vượt được cái kháng cự nó không cao, mọi người sợ nên cứ thấy cái diễn biến nó giảm mọi người quay ra bán. Nhưng mà mọi người để ý là cái diễn biến trong phiên mấy phiên gần đây thì cái lượng cung bán nó không mạnh, các cái đợt bán buổi nó không tạo những cái đợt giảm sâu, và hầu hết thì đến cuối giờ chỉ số lại cân bằng được, thì đấy là tín hiệu nó cũng không đáng ngại lắm. Tại vì dù sao thì trong một tuần qua chỉ số vẫn là dao động tăng điểm thôi. Nếu anh chị nhìn VN Index một tuần qua thì vẫn là một cái dao động tăng điểm, đúng không ạ? Vẫn là một nến xanh thôi. Nếu chúng ta tính từ đầu tuần cuối tuần. Và nếu chúng ta nhìn cái diễn biến trong nội tại thị trường thì các nhóm ngành nó vẫn phân hóa rất là tốt. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng thay nhau tăng điểm nhẹ. Nhóm chứng khoán thì hồi phục thôi, và vẫn là sideways yếu thôi. Nhóm phân đạm tăng rất là tốt, đúng không ạ? Rồi nhóm dầu khí, nhóm vận tải biển, nhóm bất động sản tăng rất là tốt. Thì nhìn chung cái diễn biến thị trường như thế thì vẫn là tích cực. Còn về kịch bản thị trường thì Du vẫn duy trì cái quan điểm thị trường sẽ sớm vượt đỉnh 1425 để tiến về 1525, 1530 thôi. Là mình vẫn duy trì cái quan điểm rất lạc quan về xu hướng thị trường từ nay đến cuối năm. Còn cái việc mà nó tiếp cận cái kháng cự 1420, 1425 của tháng 6 nó có những cái đợt tích lũy hoặc là nó có điều chỉnh giật ngược lại cái đường kênh giá thì cũng là hoàn toàn bình thường thôi. Và bây giờ cái mốc 1380 cái đỉnh của tháng 8 ấy, thì nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ cho chỉ số nếu mà chỉ số không may chịu những áp lực phải dội ngược lại. Thì không sao cả, vì giống như cái đợt tháng 2, tháng 3 chúng ta cũng chứng kiến chỉ số phải có
những cái nhịp rung lắc rất là mạnh, rồi sau đấy thì nó mới vượt được đỉnh và nó đi lên rất là mạnh mẽ. Thì đợt này cũng có thể như thế thôi. Chúng ta cũng phải sẵn sàng tinh thần trên các cái cú mà thị trường chạm lên cái vùng 1420, 425 nó có thể bị dội lại. Thì đấy là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng về mặt lý thuyết thì cái xác suất vượt đỉnh đi lên 1520, 1525 thì nó tương đối cao, và dù vẫn duy trì quan điểm lạc quan với thị trường. Thì ngoài phân tích chỉ số thì khi nhìn các cái trụ lớn rồi nhìn dòng tiền, mức độ phân hóa trong trong vài tuần qua thì mình vẫn thấy là rất tích cực. Thực tế là trong diễn biến thời gian qua thì cái sự phân hóa nó quan trọng hơn là cái diễn biến của chỉ số, đúng không ạ? Ngay cả những giai đoạn thị trường nó giảm điểm thì các cổ phiếu nó chỉ bị kéo theo nhau đâu đó khoảng vài phiên vài tuần thôi, rồi nó lại phân hóa và những cổ phiếu nó mạnh tiếp tục tăng, cổ phiếu nào suy yếu thì sẽ suy yếu theo thị trường. Nên cái việc chọn cổ phiếu thì nó vẫn là quan trọng hơn cả thôi. Còn dự báo chỉ số thì nó sẽ giúp chúng ta tăng được cái xác suất chiến thắng và tăng cái sự tự tin trong việc phân bổ danh mục và nâng tỷ trọng thôi. Còn nhìn chung vẫn là lựa chọn cổ phiếu mà đầu tư mà chết đinh thôi. Thì cơ hội hiện tại nó vẫn đang rất là tích cực. Diễn biến của VN30 thì nó cũng thế thôi, nó sẽ đi qua thôi, vì nó không có gì khác biệt giữa VN Index và VN30, thì nó cũng vẫn có cái vùng kháng cự ở vùng tháng 6. Và cái xác suất thì để vượt thì nó cũng như VN Index thôi, nó sẽ cần tích lũy trước khi nó vượt. Thì quá trình tích lũy nó đến sớm như này thì nó sẽ tốt hơn là khi chỉ số chạm lên rồi mới dội ngược lại tích lũy thì nó sẽ đau thương hơn. Còn khi mà tích lũy sớm, tức là có sự chuẩn bị trước kháng cự thì cái xác suất vượt thì nó sẽ ngày càng cao. Và những cái thông tin tiêu cực của quý 3 hay những thông tin tích cực của những cái doanh nghiệp mà có kết quả tốt thì sẽ được công bố trong tuần tới, bắt đầu công bố rất là nhiều thì nó sẽ có sự phân hóa mạnh. Nhưng mà quan điểm của Du thì nó vẫn là tích cực thôi. Thì những cái doanh nghiệp nào mà gánh chịu cái thông tin xấu của quý 3 thì cũng là cái thông tin xấu nhất rồi. Vì quý 4 là quý mà người ta kỳ vọng nó sẽ hồi phục hoặc tiếp nối đà tăng trưởng, đúng không ạ? Còn những doanh nghiệp nào đang tăng trưởng tốt quý 3 thì người ta vẫn hoàn toàn có thể kỳ vọng quý 4 tăng trưởng tiếp. Thì nhìn chung tin tức sẽ theo chiều hướng có thể là tốt xấu đan xen, nhưng mà cái tư duy về thị trường của cổ phiếu nó sẽ theo hướng tích cực. Tại vì người ta đầu tư hay quyết định cổ phiếu thì sẽ nhìn được tương lai của cổ phiếu, cái thông tin về quý 4 của năm sau, còn thông tin quý 3 thì đa số nó phản ánh vào giá rồi. Những doanh nghiệp nào thua lỗ thì nó cũng phản ánh vào cái đợt giảm trước đấy rồi. Đi qua các nhóm ngành cổ phiếu thì dù đấy là nhóm ngành ngân hàng thì nó vẫn tích cực thôi, nhưng mà nó tăng hơi chậm, đúng không ạ? Hôm nay có trường hợp OCB là tăng tương đối tốt và cũng tiến sát được vùng đỉnh tháng 6 và cũng có thể có xác suất vượt đỉnh, bởi vì xung lực hôm nay rất là tốt. OCB có lẽ tăng vì cái câu chuyện mà kỳ vọng được vào VN Diamond, đúng không ạ? Thì chỉ số sắp tái cơ cấu trong tháng 10 này và sắp được công bố trong một tuần tới thì có thể là OCB sẽ là trường hợp được thêm vào Diamond như dự báo một số công ty chứng khoán. Và ở chiều bán ra thì một số công ty chứng khoán dự báo là Liquid Spot sẽ bị loại, và số lượng bán đâu đó khoảng 10-11 triệu cổ phiếu. Còn các trường hợp như OCB thì được mua dòng khoảng 5-6 triệu cổ phiếu thôi, cũng không nhiều. Nhưng mà một cái kỳ vọng mới được vào một cái rổ chỉ số lớn nhất Việt Nam, một cái quỹ ETF lớn nhất Việt Nam, thì nó sẽ có mang lại nhiều kỳ vọng cho OCB trong chung và dài hạn. Còn các trường hợp mà bị giảm tỷ trọng, ví dụ như Zemedes hay là Nam Long, thì cũng đâu đó cũng bị dự tính bán đâu đó khoảng 10-12 triệu, thì nó cũng có thể là những cái áp lực cho các cổ phiếu đấy trong tuần tới. Hôm nay thì ngoài OCB thì trường hợp của Techcombank cũng vẫn rất là tốt. Techcombank thì vẫn rất là tích cực, vẫn đang là cổ phiếu đẹp nhất ngành ngân hàng rồi. Tại vì nó đã vượt đỉnh và nó đang tiếp diễn cái xu hướng tăng trước đấy, rồi nó không có kháng cự gì trước và nó vẫn thuận lợi như ai nắm giữ thôi. Là đây là cổ phiếu mà đang tích cực nhất dòng ngân hàng, mà nếu mà nhìn theo góc độ phân tích kỹ thuật, xu hướng nó vẫn là tích cực, ngắn và trung hạn vẫn tích cực. Còn điểm mua mới thì hơi khó vì nó đã qua cái điểm mua tốt và nó tăng tương đối nhiều trong cái thời gian ngắn vừa qua rồi. Còn những trường hợp khác như Techcombank thì vẫn là cái trạng thái mà dù với trung tâm vấn đầu tư đánh giá khá cao, thì nó sẽ là cái trạng thái dẫn dắt của nhóm ngành ngân hàng thôi. Thế là cả góc độ cơ bản lẫn kỹ thuật. À, cổ phiếu này sau một cái tuần tăng mạnh trước đấy thì tuần này nó cũng theo thiên hướng đi ngang. Cái phiên tăng thứ hai đầu tuần khá là tốt, nhưng mà trong 4 phiên vừa qua thì nó đi ngang giống chỉ số thôi. Nhưng mà cái dù vẫn nghĩ là nó sẽ tích lũy thì nó sẽ tiến dần về đỉnh cũ thôi, nó không có vấn đề gì xấu cả. Còn các trường hợp các cổ phiếu ngân hàng khác thì nó cũng thế thôi, tức là nó cũng yếu hơn. Công Thương hay là MB thì nó yếu hơn, nó cũng đang là trạng thái hồi phục, nhưng mà hồi phục yếu. Trạng thái của STB cũng là trạng thái hồi phục và nó tích cực hơn là những trạng thái của
công thương hay là MB, ACB, và nó cũng có cái xác suất sẽ hồi phục ở cái vùng kháng cự trên theo nhóm ngành ngân hàng chung, ví dụ như vùng khoảng 29. Còn ngành chứng khoán nhìn chung thì nó không có gì mới, nó vẫn là cái trạng thái sideways tiêu cực một chút trong vài ba tuần qua, và nó vẫn là những cái đỉnh sau nó đang thấp dần xuống, thì nó đang hơi mệt mỏi cho người nắm giữ, và cái thanh khoản thì nó vẫn càng ngày càng bé, nó chưa cho thấy dòng tiền đang quay trở lại, thành ra nó vẫn chưa có cơ hội chích đinh ở nhóm ngành chứng khoán này đâu. Nhóm ngành phân đạm thì vẫn tích cực, trường hợp của đạm Phú Mỹ hay đạm Cà Mau vẫn đi lên rất tốt trong tuần vừa qua với những cái phiên tăng liên tiếp, mặc dù hôm nay cũng tăng không tốt trong phiên và bị lùi lại cuối phiên, nhưng mà nhìn chung thì nó cũng chưa có gì tiêu cực cả, thì nó vẫn là tăng. Và thứ hai là thanh khoản nó không quá lớn để mà lo ngại phân phối, và tin tức quý ba thì nó vẫn tốt, nên là những cổ phiếu này thì vẫn là những trạng thái rất là mạnh và phù hợp với những anh chị nào mà còn để nắm giữ tiếp để mà tận hưởng cái thông tin quý ba tích cực và mình tận dụng để chốt lời ở cái mức giá cao hơn. Tại vì thực ra những cổ phiếu này nếu mà xét về mẫu hình thì nó cũng đâu đó nó chỉ tăng thêm chút nữa thì nó sẽ đạt cái mức tăng tương ứng với lại cái mức tăng của cái nhịp tăng trước ấy, thì nó sẽ có cái xác suất nó có thể điều chỉnh. Mình quan sát trong tuần tới, nếu mà các cái doanh nghiệp này công bố kết quả kinh doanh quý ba tích cực và số lượng bán ra nhiều thì mình phải cân nhắc cái việc chốt lời thôi, còn hiện tại vẫn ổn, chưa vấn đề xấu cả. Các phiếu ngành cảng biển thì nó vẫn chưa vượt đỉnh dứt khoát, trường hợp Hải An thì cũng tiến sát đỉnh ấy, và nó cũng chưa dứt khoát vượt đỉnh, thì có lẽ tuần tới nó sẽ quyết định cái việc vượt đỉnh hay là thoái lui, nhưng mà cái xác suất vượt đỉnh là tương đối cao. Nếu mà mình xét theo khối lượng của từng phiên tăng giảm thì rõ ràng những cái phiên tăng nó vẫn là rất tích cực, còn phiên giảm khối lượng rất là ít, nó cho thấy cái niềm tin của những người mua nắm giữ để vượt đỉnh nó đang cao hơn. Còn nhóm bất động sản thì hầu hết là tích cực thôi, có một tuần tăng giá rất là tốt, HDC tăng giá rất là mạnh và cũng chưa có cái kháng cự đủ mạnh để ngăn một cú phải điều chỉnh, tức là nó chỉ đi ngang nó lại hoặc điều chỉnh rất là nhẹ nó lại tăng, nó chưa có cái kháng cự đủ mạnh này, nó chưa có dấu hiệu phải bán là nếu mà trading theo xu hướng. Còn nếu mà anh chị đạt cái mức lợi nhuận kỳ vọng thì có thể cân nhắc thôi, còn nhìn theo mẫu hình kỹ thuật thì nó chưa có gì tiêu cực cả. Hay Hà Đô vẫn đang là trạng thái vượt đỉnh đi lên này, rồi Nhà Từ Liêm cũng đang vượt đỉnh và đang đi test. Thì thường cái việc vượt đỉnh xong đi test là cái vùng kháng cự vừa vượt, ví dụ như với Nhà Từ Liêm là vùng 37, thì đấy chính là cái cơ hội như thế này, chính là một cái cơ hội để mà cân nhắc cái việc mua mới và gia tăng tỷ trọng với những ai mà đang quan tâm đến cổ phiếu bất động sản. Trường hợp ví dụ như DG là trường hợp mà hôm trước cũng có đánh giá rất là tiềm năng, tại vì ngành bất động sản thì được hưởng lợi trong các cái chu kỳ mà lãi suất thấp và ngân hàng nhà nước bơm tiền mạnh mẽ để kích thích kinh tế, và những cái gói tài khoá về kích thích kinh tế của chính phủ nữa. Thật ra những trường hợp như của DG khi mà có các phiên điều chỉnh tuần tới, khi test lại vùng 36.x thì cá nhân tôi nghĩ nó sẽ là một cái cơ hội để mà mọi người cân nhắc được, tại vì cái nhịp tăng của nó vẫn đang tiếp diễn rất là đẹp và nó đã vượt cái đỉnh của tháng 9 rồi. Còn các phiếu ngành dầu khí nó đã chứng lại rồi, nó gặp cái vùng kháng cự khá là nặng ký và nó đang chứng lại. Dù sao những cổ phiếu ngành này thì nó vẫn là cái trường hợp mà được hưởng lợi trong ngắn hạn thôi, thì về dài hạn thì cái nhu cầu sử dụng xe điện rồi các cái hiệp định về xe điện nó sẽ thúc đẩy thì người dân sử dụng xe điện nhiều hơn, nhất là những cái ưu đãi. Còn ngành xăng dầu trong dài hạn nó sẽ bị ảnh hưởng, còn trong ngắn hạn thì do thiếu hụt nguồn cung thì nó vẫn là trạng thái tích cực để nó tăng giá theo giá dầu thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu đấy là cái trạng thái nó mang tính nhất thời thôi, không phải là cái trạng thái mang tính tiềm năng dài hạn. PVS thì cũng chưa vượt được, chỉ có mỗi trường hợp của BSR thì nó vượt và nó vẫn đang nó rất là đẹp, nó vượt xong nó đi test 1-2 phiên và đang tăng tiếp, thì cái triển vọng của phiếu này nó vẫn là tăng thôi, nó chưa có gì tiêu cực cả. Còn những cổ phiếu ngành khác ví dụ như FPT hay Hòa Phát thì vẫn tích cực thôi, nó vẫn là trạng thái vượt đỉnh và đang tiếp diễn quá trình tăng trước đấy thôi, nó không có gì xấu cả, nó phù hợp với những người nắm giữ tiếp. Tại vì cái biên kỳ vọng lợi nhuận còn lại nó không quá lớn, nếu mà chúng ta xét trong mô hình nó chỉ đâu đó khoảng 5-6% nữa thôi, và nó phù hợp với những ai mà còn để nắm giữ, còn mua mới thì nó sẽ không thích hợp. Những trường hợp của Thế Giới Di Động hay là trường hợp của PN của Masan nó tương tự nhau, tức là nó đã chớm vượt đỉnh hoặc là chạm vào cái đỉnh cũ của đợt tháng 9 nhưng mà nó bắt đầu có dấu hiệu nó chứng lại rồi, thì có thể cân nhắc cái việc chốt lời những cổ phiếu như Thế Giới Di Động hay là Masan được. Thì xin phép dành cái thời gian cho phần giải đáp câu hỏi cho anh chị nhà đầu tư thôi. Vâng ạ, cảm ơn anh Du đã chia sẻ góc nhìn của anh về thị trường, cũng như là anh cũng đã review lại một số cái nhóm ngành hay một số cổ phiếu nổi bật trong cái phiên giao dịch hôm nay. Thì đến với phần Q&A trả lời câu hỏi của khách hàng.
Các anh chị nếu mà có câu hỏi thì anh chị cứ để lại phần chat nhé, tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp các câu hỏi ạ. Và câu hỏi đầu tiên thì anh Hoàng Văn Hữu có hỏi về nhận định mã cổ phiếu Viettel Post ạ, VTP ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về quan điểm về cổ phiếu này không ạ? VTP là cái trạng thái mà nhìn trung hạn thì nó vẫn tích cực thôi. Thế mà tính từ khi lên sàn này thì nó vẫn là trạng thái đi lên thôi. Tức là những cái đáy sau nó cao dần lên trong năm và đỉnh sau nó cao dần lên trong năm. Thì đây là một cái trạng thái tăng trưởng trung hạn rất là tích cực. Nhưng mà cái cách đi của cổ phiếu nó tương đối khó cho những người chuyên đinh. Tức là nó lên và nó bị những nhịp thoái lui rất là mạnh. Nó chỉ cách đáy một chút thôi và nó lại đi lên tiếp. Còn nếu mà nhìn ngắn hạn từ năm 2020 nay thì sau cú giảm do ảnh hưởng của đại dịch năm 2020 thì nó đi lên lại đỉnh cũ. Và đầu 2021 thì nó có một điều chỉnh lại thì đến bây giờ nó mới đang hồi phục lại cái vùng trước đấy thôi. Và nếu mà nhìn cái mức tăng giá, giảm giá thời gian gần đây thì chúng ta thấy là ngắn hạn thì nó đang sideways theo hướng giảm một chút, tức là nó chưa có gì tích cực cả. Và phải đợi thôi, phải đợi khi nào cổ phiếu nó có những diễn biến tích cực hơn thì chúng ta mới quan tâm để mua để chiết đinh thôi. Còn mua đầu tư thì anh chị nên đọc báo cáo phân tích VTP của VN Direct ở bộ phận research để chị có cái hình dung về cơ bản của doanh nghiệp và cái tiềm năng của nó. Còn ở cái cạnh kỹ thuật thì hiện tại nó chưa có cái xung lực gì để kỳ vọng mua ngắn hạn, thậm chí nó đang hơi tiêu cực một chút. Cái diễn biến khoảng 4 năm trở lại đây anh chị thấy là nó không đi theo cái xu thị trường, nó đang suy yếu dần và khối lượng bán thì cũng mạnh, tức là tăng dần đà bán, khi nó giảm thì nó không tích cực lắm. Thì nên cái nhân đợi thôi, khi cổ phiếu nó hình thành các cái mẫu hình mới nó tích cực hơn. Trạng thái này cá nhân tôi nghĩ nó sẽ còn tiếp tục, nó bị sideways bò mòn tiếp, thì nó đã nhiều lần như thế trong vài năm qua rồi, nó lên mà nó bị trải rất là sâu, nên là nên đợi thôi. Đợi khi nào cổ phiếu nó có những cái trạng thái mẫu hình nó tích cực hơn thì mình quan tâm lại sau thôi. Còn hiện tại nó chưa có thời điểm, chưa có cái gì để mà mua cho ngắn hạn cả. Còn dài hạn anh chị nên đọc báo cáo phân tích của bộ phận research của VN Direct để anh chị có hình dung được nhóm ngành và mình đầu tư nắm giữ yên tâm. Chuyển câu hỏi tiếp theo luôn. Ở đây có anh chị hỏi về ZMDF, HBC và PC1. Thì ZMDF cũng có trao đổi qua với anh chị đấy. Thì ZMDF là trạng thái mà nó hơi yếu hơn Hải An. Nếu mà nhìn về xu hướng chung và ngắn hạn thì nó cũng chưa có gì xấu cả. Trung hạn thì nó vẫn là cái trạng thái tăng trưởng rất là mạnh từ năm ngoái năm nay, và nó còn mỗi cái đỉnh của 2007 thì đó thôi, cái đỉnh 2006 thôi. Thì có lẽ cái áp lực của ZMDF có lẽ đến từ việc mà bị dự báo bán bớt ở trong cái VN Diamond, lâu đó bán khoảng 12 triệu giảm tỷ trọng, thì nó có thể là cái áp lực cũng ngắn hạn. Cổ phiếu này thì chắc là phải đợi thôi, khi nào nó vượt đỉnh thì mới mua được, còn nếu như đang có thì có thể tiếp tục nắm giữ được, vì cái diễn biến của nó trong một tuần qua nó là tích cực, nó đang tăng và đang tích lũy để đợi cơ hội vượt đỉnh thôi, nó chưa gì tiêu cực cả. Và ví dụ như phiên này nó giảm khối lượng rất là thấp, các phiên giảm trong tuần khối lượng rất là nhỏ, nó chưa gì tiêu cực thì vẫn nắm giữ được. Mua mới thì hơi khó nghĩ thôi, thì chúng ta phải đợi nó phải vượt đỉnh thì mới cân nhắc được, còn hiện tại chưa thấy có cái xác suất vượt đỉnh đủ lớn, nó vẫn là trạng thái nắm giữ phù hợp hơn. PC1 là trạng thái rất là tích cực, thì nó vẫn là trạng thái đi lên, ngắn hay trung hạn nó vẫn đang trạng thái đi lên thôi, và nó cũng chưa có gì quá tiêu cực cả. Mấy phiên này nó đi ngang giống như diễn biến chung thị trường thôi, cái trạng thái đi ngang nó lúc đó diễn ra khoảng hơn tuần nay rồi, nhưng mà nó chưa có gì tiêu cực thì nến vẫn là bình thường, và các cái khối lượng của các phiên bán nó rất là nhỏ, chưa thấy cái trạng thái phân phối. Thì trên đây cái xu hướng thì chưa có gì xấu, đến sau này khi nào nó vỡ cái kênh xu hướng này thì có thể cân nhắc cái việc mà thoát khỏi cái cổ phiếu PC1. Còn hiện tại thì nó cũng chưa có gì tiêu cực cả, vẫn nắm giữ được, và cái kết quả kinh doanh của PC1 thì nó là tích cực thôi, kết quả kinh doanh các quý gần đây rất là tốt và triển vọng rất là tốt. Còn trường hợp của Hòa Bình thì nó cũng tương tự, nó cũng không được như các cổ phiếu như PC1, nó đã vượt đỉnh rất là xa, nó đi lên theo kiểu uptrend chung của dài hạn rồi. Còn trường hợp của Hòa Bình nó chỉ là trường hợp hồi phục sau khi đã giảm rất mạnh tính từ 2017 đến nay thôi. Trạng thái hồi phục vừa rồi thì nó cũng tương đối tích cực, nhưng mà nó cũng chưa đủ mạnh.
diễn biến khoảng một tuần qua thì nó không không được thực sự tích cực như kỳ vọng lắm, tại vì cái thời gian nó tích lũy và điều chỉnh là tương đối lâu. Thì thường nó breakout xong nó chỉ điều chỉnh đâu đó khoảng 2-3 phiên, nó phải tăng tiếp thì nó thể hiện cái xung lực nó rất là mạnh để tiến về đỉnh. Còn hiện tại thì nó đang hơi yếu, nó chưa có tín hiệu phải bán đâu, nó chưa quá tệ. Tại vì nếu mà nhìn theo kênh xu hướng từ tháng 7 này thì nó cũng có điều chỉnh kênh xu hướng thì nó là hoàn toàn bình thường, nhưng nó sẽ để mất cái cơ hội mà vừa vượt cái kênh kênh giá giảm trung hạn thì vẫn giữ được, nhưng mà không nên mua mới vì cái trạng thái nó hơi tiêu cực một chút, sau khi lên và đang đi ngang và đang dây ngược lại thì nó chưa tích cực. Còn nắm giữ thì vẫn giữ được, còn mua mới thì không nên. Cái trạng thái này thì thực ra là hơi yếu so với lại cái kỳ vọng và phải quan sát kỹ trong trong tuần tới. Nếu mà trading ngắn hạn thì cái tôi nghĩ là nếu mà tỷ trọng quá lớn thì anh có thể cân nhắc cái việc mà mình giảm bớt tỷ trọng cho nó an toàn thôi, để tránh trường hợp nó điều chỉnh sâu hoặc nó bị vượt đỉnh xong nó fail, nó rơi ngược lại, tức là nó bị cố vượt đỉnh và nó bị phân phối nó rơi ngược lại, thì mình tránh cái rủi ro đấy. Thì mình có thể thực hiện cái tắc 50-50 thôi, tức là nếu tỷ trọng lớn mình bán một nửa, giữ một nửa. Còn hiện tại nhìn nó chưa, mặc dù nó yếu ấy, nhưng mà nó chưa quá tệ để phải bán thoát khỏi cổ phiếu đâu. Thì dù sao cái cơ hội để quay lại đỉnh cũ của nó thì nhìn vẫn còn nguyên, như đỉnh vào tháng tháng 4 năm 2021 vùng khoảng 18x ấy, thì cá nhân tôi thấy là nó có điều chỉnh thì xác suất nó sau này nó tiến đến đỉnh đấy vẫn còn nguyên. Vâng ạ. Cảm ơn anh Du về câu trả lời cho cổ phiếu HBC ạ. Thì ở đây anh Kiên Đỗ, anh có xin muốn xin nhận định về cổ phiếu DXP, cổ phiếu Đoạn Xá và DLC ạ. Anh có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? DXP thì cái thanh khoản của nó thì cũng chưa thực sự lớn lắm, thanh khoản nó cũng tương đối nhỏ so với mặt bằng chung, thanh khoản đâu đó dưới 1 triệu đô, tức là dưới thanh khoản cổ phiếu dưới 23 tỷ thôi. Thanh cổ phiếu nó chỉ thanh khoản 600.000 đâu đó, tương ứng khoảng 12-13 tỷ đô, là thanh khoản so với mặt bằng chung thị trường hiện tại là thấp. Và nó nếu mà nhìn xu hướng trung hạn thì nó rất là tích cực, từ 2020 đến nay nó là xu hướng tăng ấy. Nó có cái đỉnh cũ vào 2016 đâu đó khoảng 25 26, thì sẽ là cái kháng cự nó trong thời gian tới đâu. Còn ngắn hạn thì nó đang ở cái trạng thái mà đi lên mạnh xong nó tích lũy đi ngang trong biên độ đâu đó khoảng 20%, thì nó là trạng thái bình thường luôn sau một cái quá trình tăng rất là nóng từ tháng 7. Và có lẽ nó sẽ phụ thuộc vào cái nhóm ngành cảng biển và vận tải biển như kiểu Hải An, TMDF, thì nó cùng nhóm ngành với nhau, nó sẽ vận động giống nhau thôi. Nếu mà những cổ phiếu kia vượt đỉnh tăng tiếp thì nó sẽ có cơ hội cho những cổ phiếu như như DXP này thôi. Còn ngắn hạn thì nó cũng chưa xuất hiện cái trạng thái quá tích cực để kỳ vọng nó vượt đỉnh. Thì thà những cổ phiếu này thì nếu mà chết đinh, cái tôi thấy là những trường hợp như của GMS hay Hải An thì nó dễ để quyết định hơn, thì nó nơi nó có cái dòng tiền lớn, người ta vận động và thanh khoản lớn để mình ra vào hay là mình đi theo cái xu hướng dòng tiền lớn thì nó dễ hơn. Còn trạng thái của còn DXP thì thanh khoản nó thấp, đơn ra là một vài cá nhân mình cũng có thể quyết định xu hướng nó trong trong 1-2 phiên, thì nó không không thực sự dễ để mình cân nhắc quyết định lắm khi mà thanh khoản nó thấp. Còn xu hướng của nó thì cái dung ý là nó đang sideways thì mình phải đợi thôi, mình cũng không nên cố đoán, bởi vì nó hoàn toàn có thể sideways thêm hoặc nó có thể là bào mòn rơi xuống như nhiều trạng thái mà đã từng chứng kiến. Thì nên quan sát thêm Hải An và GMS để khi những cổ phiếu đấy nó vượt đỉnh thì có thể nếu mà anh chị đang có thì giữ vẫn ổn, vì cái diễn biến của nó trong vài tuần gần đây thì nó vẫn theo hướng nó tích cực một chút so với vài tuần trước đúng không? Nó là diễn biến đang đang đi lên và đang tích lũy dần trở lại. Còn diễn biến mấy tuần trước thì nó áp lực hơn, thì nếu có thì vẫn giữ tiếp thôi, thì nó đỡ áp lực rồi. Còn mua mới thì không nên, vì nó vượt lại cái đỉnh 24 thì có thể cân nhắc. Còn hiện tại thì nó đang 50-50 thôi, nó đang ở giữa mô hình và nó chưa có gì đặc biệt cả. Thì cái lưu ý là nó phù hợp với lại ai đã có thì có thể tiếp tục giữ. Còn mua mới thì nên đợi nhóm cảng biển vượt đỉnh nó đồng thuận thì lúc đấy mình cân nhắc thì nó dễ hơn. Cổ phiếu tiếp theo gì Linh ơi? Dạ, cổ phiếu DLC ạ. À DLC, cao su Đà Nẵng à? Vâng. Cao su Đà Nẵng. DLC cũng là một trạng thái mà cái tôi rất là thích, và mình cũng chết đinh cổ phiếu này cũng tương đối nhiều lần, vì mình thấy câu chuyện tăng trưởng nó cũng khá rõ. Các kết quả kinh doanh của cổ phiếu từ quý 4 năm 2020 đến giờ các quý tăng trưởng rất là đều, và xuất khẩu sang thị trường Brazil với thị trường Mỹ rất là tích cực, mặc dù trước đây nó bị cạnh tranh rất mạnh bởi nỗ lực của Radian của Trung Quốc ấy.
và những cái sản phẩm mới của DLC trong tháng 9, tháng 10 mình nhớ là có cái sản phẩm mới thì nó sẽ là cái động lực để có những kỳ vọng mới của DLC. Còn về câu chuyện cơ bản thì nó rất là tích cực, còn nhìn theo xu hướng trung hạn thì nó rất là tốt. Tại vì sao? Tại vì nó vượt qua cái đỉnh của nhiều năm, nó chỉ có cái đỉnh ngắn hạn gần đây nhất mới tạo ra thôi. Còn nếu chúng ta nhìn cái bức tranh lớn của cổ phiếu từ nhiều năm qua thì nó đang trong một trạng thái rất là tích cực, tức là nó đi lên thôi. Sau cái quá trình đi lên của 2012, 2016 nó có một giai đoạn nó chững lại vì cạnh tranh, áp lực cạnh tranh từ gốc của Trung Quốc và lợi nhuận suy giảm, do một số nhà máy mới đi vào hoạt động nó tăng cái khấu hao. Thì cái quá trình từ 2020 này là một cái quá trình được coi là một cái sóng tăng mới. Sau cái quá trình sóng tăng 2012, 2016 thì nó điều chỉnh mất 4 năm, thì quá trình từ 2020 này là một sóng tăng mới. Nên cái triển vọng của DLC nhìn theo chung và dài hạn là đang rất là tích cực. Nếu mà nhìn theo cả cái cạnh kỹ thuật lẫn cơ bản thì nó sẽ phù hợp với những anh chị đang mua đầu tư nắm giữ chung dài hạn hơn ấy. Còn trading ngắn hạn hiện tại nó hơi khó nghĩ một chút, tại vì cái trạng thái của DLC thì nó trong một tháng qua thì nó biến động co giật trong một cái biên độ nó cũng không quá tích cực, nó đi lên và nó bị dội lại tương đối mạnh, và nó đang cố hàn gắn lại, và nó sẽ bị giống trạng thái của nhiều cổ phiếu khác là nó không rõ xu hướng ngắn hạn ấy. Vì nó đi lên rồi nó bị vỡ cái kênh xu hướng mà nó đang rơi xuống và nó đang hồi phục lại, nó giống như một số trạng thái cổ phiếu mà chúng ta phải theo dõi nhiều DP một cổ phiếu số phiếu ngành chứng khoán. Thì đối với cổ phiếu này nếu mà chiến binh thì vẫn phải đợi khi nào nó vượt đỉnh trở lại thôi, tức là nó tích lũy càng lâu trong đây càng tốt, và sau này nó vượt đỉnh thì mình quan tâm. Còn hoặc là nó điều chỉnh lại vùng kênh giá trung hạn thì lúc đấy có thể quan tâm. Còn hiện tại ngắn hạn thì nó không có điểm mua mới, và mua theo kiểu là mua sideways thì không không tích cực lắm. Sau này nó có những cái đợt điều chỉnh, nó điều chỉnh kênh giá trung hạn mà từ tháng tháng 7 2020 đến nay thì có thể cân nhắc những cái vùng sát 30, nó cũng là cái vùng mà cái hộp hiện tại nó đang sideways thôi, thì nó là cái cơ hội để cân nhắc mua cả trading lẫn mua đầu tư chung và dài hạn đều được. Cổ phiếu này nhìn cái cạnh cơ bản rất là tích cực, nó có triển vọng và lịch sử làm ăn cũng rất là đứng đắn, ban lãnh đạo cũng rất là đứng đắn. Cổ đông, các cổ đông lớn nước ngoài rất là nhiều nên ra mình khá yên tâm. Còn trading hiện tại nó chưa có cơ hội gì ngắn hạn đâu, mình nghĩ là nên đợi thôi. Ít nhất là nó phải vấn đỉnh hoặc là có các cơ hội mà nó điều chỉnh về vùng kênh giá trung hạn để mua thì nó sẽ có cái biên an toàn cho đầu tư hay đầu cơ, nó sẽ tốt hơn. Còn hiện tại mua thì xác suất 50-50, tốt nhất là không mua vì kháng cự rất là gần và hỗ trợ nó cũng cách xa hơn một chút, tức là Vâng ạ, kháng cảm ơn cự là anh vùng Du ạ. 36. Thì ở đây anh Kiên Đỗ có hỏi thêm về cái đánh giá về thị trường thời điểm mà gần cái ngày đáo hạn phái sinh. Thì theo cá nhân Linh nghĩ rằng là cái thông thường trong cái tuần mà thị trường phái sinh đáo hạn thì thông thường thị trường cơ sở thường đi theo cái xu hướng trước đó của thị trường tức là về của chỉ số. Do đó còn để đánh góc độ đánh giá góc độ là có rủi ro hay không thì rất khó để có thể đánh giá. Tuy nhiên thì nếu nhìn vào cái diễn biến gần đây của chỉ số VN Index thì rõ ràng chúng ta thấy rằng chỉ số đang tích cực dần so với thời điểm trước khi mà đã vượt qua được cái ngưỡng kháng cự 1.375 đến 1.380 điểm và đóng cửa với 2 tuần liên tiếp tăng giá. Do đó thì những hoạt động đáo hạn phái sinh nó những hoạt động mà thường kỳ rồi, thế nên nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến yếu tố tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường, và chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến cái diễn biến của thị trường ở thời điểm hiện tại hơn. Thì đó là câu trả lời cho câu hỏi về thị trường phái sinh đáo hạn của anh Kiên Đỗ ạ. Thì tiếp theo có anh chị Nông Khánh Huyền thì có hỏi về xin tư vấn cổ phiếu ngành thép đầu tư trong thời gian tới ạ. Thì không biết anh Du có quan điểm gì về nhóm cổ phiếu này không ạ? Nhóm cổ phiếu ngành thép mà để đầu tư thì vẫn là Hòa Phát là lựa chọn tốt nhất thôi, vì là cổ phiếu đầu ngành, cái sức khỏe tài chính mạnh nhất và cái tiềm lực tốt nhất, cái tham vọng lớn nhất, thì nó vẫn phù hợp với lại đầu tư hơn là những cổ phiếu mà cùng ngành nó nhỏ hơn mà nó nóng hơn. Thì như kiểu Nam Kim Hoa Sen nó sẽ phù hợp với đầu cơ hơn, thì những cổ phiếu này cái mức độ beta rất là mạnh, nó tăng giá rất là mạnh. VGS hay là Tiến Lên nó tăng rất là mạnh, nó phù hợp với những ai chấp nhận cái rủi ro rất là cao và để trading thôi. Còn đầu tư nó không phù hợp lắm vì cái nền tảng kinh doanh của nó nhiều năm qua nó rất là bấp bênh, có những đợt sóng tăng mạnh, những đợt sóng giảm rất là mạnh, thì cái nền tảng cạnh tranh với tài chính nó không có mạnh. Còn đầu tư thì cái dung vẫn là Hòa Phát thôi, thì cái triển vọng từ nay cuối năm hay là triển vọng năm tới nó vẫn là tích cực thôi. Thì nếu đầu tư ngành thép thì cái dung nghĩ là chấp nhận là chọn Hòa Phát, nó chậm nhưng nó chắc.
Thứ nhất là ăn chắc mặc bền, thay vì mà mình đầu tư vào những cái cơ hội mà nó bấp bênh quá thì nó sẽ khiến mình cái tâm lý đầu tư nó sẽ không vững, mình sẽ không giữ được cổ phiếu lâu dài. Hòa Phát thì nó đi chậm nhưng mà nó sẽ chắc, nó sẽ vững, và nó có rất nhiều tổ chức cá nhân lớn, người ta trong đấy thì mình cũng yên tâm hơn là những cổ phiếu mà nó nhỏ, nó có thể bị ai đấy điều khiển để thanh khoản. Thì ngành thép nhìn chung cái tôi thấy vẫn rất là tích cực, chưa có gì xấu cả. Các cổ phiếu nhỏ nó đã tăng rất là nóng và nó vẫn tăng tiếp thì nó cũng chưa có gì phải sợ cả. Trong khi Hòa Phát thì nó vẫn vẫn đang trên xu hướng rất là tích cực, ngắn đến trung hạn nó đều tích cực, và kết quả kinh doanh quý 3 thì vẫn là tốt, quý 4 thì cái dung vẫn là tích cực thôi, nó chưa có cái điều gì quá tích cực. Thì thường cổ phiếu nó giảm giá khi mà nó tăng quá so với cơ bản, hoặc là thị trường gặp những cái biến cố lớn về kinh tế vĩ mô thì chúng ta mới đáng ngại thôi. Còn hiện tại xu hướng thị trường nó cũng đang tích cực theo hướng sideways tích lũy và đi lên dần dần, cổ phiếu nó cũng thế, thì mua đầu tư hay mua đầu cơ hiện tại vẫn được, kể cả cổ phiếu ngành thép. Mà nếu mà chọn thì vẫn là chọn Hòa Phát, nó dễ hơn, nó dễ nghĩ hơn, vì những cổ phiếu kia nó đã quá nóng rồi, mình mua đùa thì không biết đâu là đỉnh cả, và nhỡ may dính đỉnh một đợt nó giảm 20-30% thì mình có thể thiệt hại, có thể mất rất nhiều thời gian để khôi phục lại cái số lỗ đấy. Tốt nhất là mình chọn những phương án mà nó dễ nghĩ hơn và an toàn hơn một chút thôi, vì nó đã lỡ mất cái cơ hội của những cổ phiếu thép nhỏ rồi. Thì xin chuyển câu hỏi tiếp theo. Vâng ạ, cảm ơn anh Du về chia sẻ của anh về ngành thép. Thì cá nhân Linh cũng hoàn toàn đồng ý với anh Du, bởi vì ngành thép hiện tại chúng ta nhìn thấy còn rất nhiều câu chuyện có thể kỳ vọng trong thời gian tới. Ví dụ như câu chuyện về thiếu điện của Trung Quốc, hay câu chuyện về mặt hạn chế các ngành công nghiệp nặng ở Trung Quốc, thì đó cũng là một cái câu chuyện rất tốt để hỗ trợ ngành thép. Bên cạnh đó thì xu hướng về đầu tư công của Việt Nam nó cũng sẽ rất mạnh trong thời gian tới, thì ngành thép sẽ là ngành mà được hưởng lợi từ cái làn sóng đầu tư công này. Và khi mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu để chúng ta đầu tư thì chúng tốt nhất nên lựa chọn những cái cổ phiếu trong đầu ngành, thì Hòa Phát đang là một cổ phiếu mà rất tốt để chúng ta có thể lựa chọn, chúng ta view theo cái hướng đầu tư. Thì cổ phiếu này có nhiều cái, thứ nhất là được vị thế đầu ngành, đúng không ạ? Thì đó là những cái quan điểm của Linh về cái câu hỏi về ngành thép ạ. Thì tiếp theo một anh Bùi Đức Thiện có hỏi về cổ phiếu SBS theo chiều mua chứng khoán Sacombank anh. SBS ạ. Ok, ngành chứng khoán chung nó đang rất tiêu cực. Thì một cổ phiếu mà lại ngày xưa cái kết quả kinh doanh và cái chất lượng tài sản của SBS thì nó rất là tệ. Cổ phiếu này năm ngoái nay nó hồi phục rất là mạnh. Theo ngành chứng khoán thì nó tăng từ giá 1 lên giá mười mấy rồi, 15, 16 đúng không? Tăng đâu đó khoảng trên chục lần rồi. Và cái kết quả kinh doanh hay là cái triển vọng kinh doanh của chính công ty khoán này nó cũng thực sự là mạnh mẽ lắm, nó không có nhiều tiềm năng như các công ty khoán mà đang có thế mạnh về công nghệ, thế mạnh về khách hàng, thế mạnh về IB. Đây cổ phiếu này nó sẽ phù hợp với những ai của đầu cơ theo kiểu mạo hiểm, nặng tính đầu cơ nhưng không phải là một cái trường hợp mà đầu cơ theo cơ bản, đầu cơ theo câu chuyện cơ bản của doanh nghiệp. Và cổ phiếu này là cổ phiếu mà hưởng lợi từ cái câu chuyện tăng giá của ngành chứng khoán thôi. Nhìn chung là xu hướng nó là quá tích cực vì nó tăng cả chục lần rồi, và nó đến giờ này nó không bị thoái lui quá mạnh, nó đang là trạng thái sideways giống như mô hình lá cờ, mô hình tam giác. Thì trên đây thì cũng được nhưng mà nó sẽ là một cái cơ hội rất là rủi ro ấy. Mình chấp nhận một cái cơ hội rủi ro vì cổ phiếu này nó vẫn còn nằm bên upcom thì nó chưa đạt các điều kiện để quay trở lại niêm yết trên sàn HNX, trên sàn HOSE đâu. Nó bị ngày xưa nó bị lỗ lũy kế rất là nhiều, mình chưa xem lại cái kết quả năm nay nó hết lỗ lũy kế chưa. Còn thế nên hiện tại nó cũng chẳng có cái điểm mua nào cả, nó giống như các cổ phiếu ngành chứng khoán khác thôi. Và nếu mà chọn thì tôi nghĩ là nếu mà mua mới nên chọn cổ phiếu trong ngành chứng khoán thôi, những cổ phiếu đồng ngành hoặc những cổ phiếu tầm trung như MBS, HSF thì nó cũng có những cơ hội thay đổi về kinh doanh, nó có thể đột biến được. Còn trường hợp của SBS thì nó hơi ở cuối ngành và nó kết quả kinh doanh ngày xưa nó cũng khá tệ, nó nặng tính đầu cơ của nó cũng tăng tương đối nhiều. Mình cũng không biết là có câu chuyện liên quan gì đến thay máu cổ đông lớn hay là thâu tóm phía sau không, vì gần đây thì các công ty chứng khoán Hàn Quốc hay là Nhật Bản, Đài Loan người ta vẫn thích các công ty chứng khoán Việt Nam, nhất nhất là những công ty ngày xưa làm ăn yếu kém người ta mua lại, người ta tái cơ cấu. Thì mình chỉ đi tìm hiểu câu chuyện đấy thôi, để xem những cổ phiếu dạng như này nó có câu chuyện đấy để mà đầu cơ hay không. Còn nếu mà thuần về mặt cơ bản thì cá nhân tôi sẽ không chọn những cổ phiếu này, vì còn rất nhiều cái cơ hội ngành chứng khoán khác nó đang hấp dẫn hơn và nó có triển vọng hơn. Nếu công ty chứng khoán nó có thế mạnh thì rõ ràng khi ra các cái sản phẩm mới hay những cái nền tảng công nghệ mới trong thời gian tới, nó sẽ có sức hút và sức bật rất là lớn trong cái bối cảnh mà nhà đầu tư đang sử dụng công nghệ để trading ngày càng nhiều. Thì cá nhân tôi nghĩ là sẽ không chọn hội này.
Vâng ạ, xin cảm ơn anh Du về câu trả lời cho cổ phiếu SBS ạ. Ở đây chị Lan Anh có hỏi về một vài cổ phiếu, thì trong đó có cổ phiếu Nam Kim. Thì như anh Du vừa trao đổi đấy, thì Nam Kim hiện tại sau phiên ngày nay tăng khá là mạnh rồi, và ngắn hạn thì cũng không còn điểm mua tốt để cho cái cổ phiếu Nam Kim này nữa, bởi vì chúng ta không còn cái lợi thế đủ tốt ở cái thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó thì chị có hỏi thêm về cổ chiếu mua cổ phiếu HAH và SSC ạ. Không biết anh Du có thể trao đổi một chút về hai cổ phiếu này không ạ? Đây là hai cổ phiếu khá là tốt, khá là khỏe trong hai phiên, trong một vài phiên gần đây ạ. SSC với cổ phiếu nào đấy ạ? SSC thì trạng thái nó vẫn là quá tích cực rồi, trạng thái thì không có gì chê cả, tại vì ngắn ở trung hạn thì nó đều đẹp và nó đang tiếp tục tăng, nó chưa có cái kháng cự đủ mạnh để ngăn cổ phiếu lại, và chưa có đợt cung bán nào đủ lớn. Ngay hôm qua nó giảm điểm 2% thì khối lượng nó chỉ 1,5 thôi, nó không quá lớn. Thế này lại tăng trở lại một khối lượng còn lớn hơn, cho thấy cái niềm tin của nhà đầu tư lớn mua nắm giữ nó vẫn đang rất là tích cực và nó không có đỉnh ở phía trước cả. Tốt nhất là cứ giữ thôi. Mình để trailing stop là cái cách hay nhất để mà follow một cái cổ phiếu nó đấy nó đang mạnh, là mình không nên đoán đỉnh mà mình để cổ phiếu nó cứ tăng hết sức của nó, khi nào nó sụt lại bao nhiêu phần trăm ấy, thì mình sẽ chấp nhận là take profit, đúng không ạ? Tức là thu lời về. Đấy, cái cách hay nhất của các trader chuyên nghiệp người ta dùng là không cố đoán đỉnh những cổ phiếu mà nó đã phân đỉnh và nó còn nhiều tiềm năng đi lên, thì cứ để nó chạy theo giá thị trường, khi nào nó sụt lại bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ chấp nhận là rút lui khỏi thương vụ này thôi. Nó vẫn rất là tích cực. Còn mua mới thì không nên, thì vì mua mới nó qua một điểm mua tốt rồi. Mua mới lúc nó vượt 50 thì có thể cân nhắc thôi, còn bây giờ nó đã vượt xa và nó nhìn theo cái xu hướng của nó từ tháng 7 nên nó tăng tương đối dựng, kênh giá tương đối nóng, cũng không phải là tăng chậm nữa. Thật ra là mua thì nó sẽ có cái rủi ro ngắn hạn, tốt nhất là có thì giữ và đợi cái lời thôi. Như anh chị hỏi về Hải An nữa đúng không? Cổ phiếu nào đi rồi? Trường hợp của Hải An thì nó là tích cực nhất trong ngành cảng biển rồi, vận tải biển rồi. Thì có lẽ tuần tới nó sẽ có cái xác suất vượt đỉnh thôi. Tại vì nếu mà thuần về mặt kỹ thuật thì anh Dung nghĩ cái xác suất vượt đỉnh là tương đối cao. Nhưng mà về mặt nguyên tắc thì khi nó chưa vượt đỉnh thì nó vẫn có cái rủi ro hai đỉnh thôi. Còn về mặt phán đoán thì mình nghĩ là nó xác suất vượt đỉnh tương đối cao để nó tăng tiếp. Hiện tại nếu tăng tiếp thì có lẽ hợp lý nó sẽ nằm ở vùng 80, có phải hợp lý với cái đoạn tăng gần nhất ấy. Nếu mọi người đo mọi người thấy là hai nhịp tăng này nó sẽ có khả năng nó sẽ tương đồng nhau thôi, nó sẽ đâu đó khoảng vùng 80 nếu nó vượt đỉnh. Thì kèo vượt đỉnh nó cũng không có nhiều dư địa tăng nữa đâu, nó phù hợp với những ai mà có cổ phiếu này để canh cái kết quả kinh doanh thứ ba ra và chốt lời thôi, nó sẽ hợp hơn thôi. Còn mua mới thì cũng không nên, vì cái biên lợi nhuận nó không đủ lớn để mình mạo hiểm, mặc dù là xác suất thắng là tương đối cao nếu nó vượt đỉnh. Và có lẽ tuần tới nó sẽ là cái trạng thái quyết định cái xu hướng của nó tiếp theo, và một lưu ý cái xác suất đỉnh tương đối cao, nhưng mà nên thiên về hướng đợi chốt lời, nhất là ở vùng quanh 80 thôi. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Du về câu trả lời cho cổ phiếu HAH hay SSC. Tới đây nhà đầu tư Tương Phong có hỏi về cổ phiếu điểm mua về cổ phiếu của KBC và cổ phiếu Cố Đức Thành GDT ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút hai cổ phiếu này không ạ? Ừ, mắc thì cái diễn biến tuần qua này không được quá tích cực, nhất là phiên ngày hôm nay. Phiên ngày hôm nay là một cái diễn biến nó hơi tiêu cực một chút. Thực ra tuần qua Kinh Bắc đã có nhiều cái cơ hội để mà vượt đỉnh, nhất là những cái phiên rất là rõ rệt như phiên ngày 7 tháng 10 rồi sau đấy một hai phiên, ví dụ như phiên ngày 7 tháng 10 nó tích cực, như ngày 8 tháng 10 gần dưới một chút nữa là vượt đỉnh, nhưng nó lại lùi lại. Nó rất là khó hiểu. Cái trạng thái nó không sự quyết liệt lắm. Và nếu mà nhìn cái trạng thái của Kinh Bắc trong 3-4 tuần lại đây thì có lẽ là những người chết đinh nó cũng hơi khó chịu, vì cái mức tăng nó không đủ mạnh để người ta kiếm lợi nhuận nó đủ lớn. Còn đầu tư hay là nắm giữ thì hiện tại nó vẫn chưa có dấu hiệu gì xấu đâu. Mua mới thì khó nghĩ đâu, mua mới thì không nên đâu. Còn đang cầm nó thì cũng chưa quá tệ để mà phải bán ấy. Thì ít nhất là phải đợi khi nào nó vỡ kênh giá đâu đó khoảng quanh giá 44 thì mình có thể cân nhắc cái việc mà thoát khỏi nếu mình đang cầm hàng, tại vì nó vẫn đang ở cái trạng thái tích lũy chờ vượt đỉnh. Cái này là một cái phiên mà bị bán rất là mạnh, nhưng mà cuối phiên cổ phiếu nó cũng rút chân lại, nó cho thấy là cầu mua đẩy lên cũng tương đối tốt, khối lượng thì cũng chưa quá lớn so với thời gian gần đây. Những cái phiên nó còn gấp đôi thì nó cũng chưa quá tệ lắm, nó hơi xấu một chút thôi. Nếu mà nhìn diễn biến sau phiên này nó hơi xấu so với lại vài phiên trước, vì vài phiên trước thì cơ hội vượt đỉnh đang rất là sáng, nó ở sát mức giá 37.
47 rồi. Thì có lẽ là mua mới thì chắc chắn là không nên rồi. Cái trạng thái nó đang hơi tiêu cực trở lại. Thì còn nếu mà đang cầm thì nên đợi quan sát ở cái vùng tuần tới, nếu mà nó vỡ hỗ trợ vùng 44 thì buộc phải bán. Còn nếu như nó về 44 mà nó vẫn giữ được thì cũng không phải bán. Thì nó đang có kháng cự vùng 47 và hỗ trợ 44 thì xem phản ứng thị trường thì mình ra quyết định thôi. Cổ phiếu nào đó, Linh ơi, quên rồi. Dạ GDT, à, Gỗ Đức Gỗ Thành Đức đúng Thành không? ạ. Gỗ Đức Thành thì thanh khoản nó hơi nhỏ mà nó vừa với những anh chị được số vốn nhỏ đầu tư thì hợp hơn. Chế đinh thì cũng được nhưng mà chế đinh số lượng nhỏ thôi, thì thanh khoản nó đâu đó có 100-200 nghìn phiên thôi, những phiên ít thôi, thanh khoản có mấy chục nghìn thôi. Còn nhìn cái trạng thái hiện tại nó vẫn là tích cực thôi, nó chưa có gì xấu cả, nó vẫn đang ở trạng thái tích lũy chờ phần đỉnh. Nó có cái đỉnh được đâu đó quanh giá 60 chấm mấy và mấy lần nó cứ chạm lên nó bị dội lại thì nó vẫn phải đợi phần đỉnh thôi. Nhưng mà cái lưu ý cái xác suất đỉnh nó tương đối cao ấy, thì nếu mà nhìn theo cái kết quả kinh doanh, kết quả xuất khẩu của nhóm ngành gỗ từ đầu năm nay là rất tích cực, thì cái hướng về kết quả kinh doanh thứ ba nó vẫn là tốt thôi. Và cổ phiếu này là một cái cổ phiếu mà tăng trưởng liên tiếp nhiều năm gần đây về mặt cơ bản, chứ không chỉ là năm nay đâu. Cổ phiếu nếu mà chúng ta nhìn trong cả chục năm qua là một cái doanh nghiệp làm ăn rất là tốt, liên tục tăng trưởng trong nhiều năm, mà nó mất đâu đó khoảng 2-3 năm nó chậm tăng trưởng và nó điều chỉnh. Đây là cái mô hình mà chúng ta thấy ở nhiều cổ phiếu tăng trưởng dài hạn, là sau quá trình tăng trưởng 5-7 năm thì nó sẽ chứng lại vài ba năm như ở Vinamilk là chuyện bình thường, rồi sau này nó lại tăng trưởng trở lại nếu mà nó có những cái sản phẩm mới, những cái cuộc chiếm lĩnh thị phần mới, những cái chiến lược mới, thì doanh nghiệp lại bắt đầu một cái quá trình tăng trưởng mới. Như Vinamilk hiện tại nó đang trong quá trình suy giảm giống với Thành từ năm 2017 đến 2020, nhưng hiện tại Vinamilk nó kéo dài hơn. Trường hợp này chung hay dài hạn thì cái lưu ý vẫn tích cực, và ngắn hạn nó vẫn là tích cực. Mua mới thì nên đợi nó vượt 60 dứt khoát thì mình mua thôi, nếu mua chiếc đinh. Nhưng mà thực ra nó chiếc đinh số lượng nhỏ, còn đầu tư thì vẫn giữ được vì nó chưa có gì xấu cả, cả khí cạnh cơ bản kỹ thuật thì nó đều ủng hộ để nắm giữ. Còn nếu mà sau này nó vỡ cái đường kênh giá ở đâu đó vùng 55 này, thì mình bắt buộc 55-56 thì mình bắt buộc phải chấp nhận cái việc mà thoái lui cho khỏi cổ phiếu, thoát ra khỏi cổ phiếu, vì có thể nó tạo thành cái vùng đỉnh trung hạn, hai đỉnh ít nhất nó phải có dấu hiệu vỡ ở vùng 55, tức là cái hỗ trợ cách đây cả tháng từ tháng 9 và cái đường kênh giá, nếu đấy thì cân nhắc bán thoát khỏi thương vụ này. Còn hiện tại thì vẫn giữ được, còn nếu mua mới thì nên đợi nó vượt 60, và nếu mua thì nên mua số lượng thấp thôi, cái thanh khoản nó quá nhỏ. Và những cổ phiếu thanh khoản nhỏ thì cái việc mà diễn biến nó bất thường một hai phiên thì nó có thể xảy ra cho một hai cá nhân lớn người ta tác động được ấy. Thật ra cái định nó hơi khó nghĩ một chút. Vâng ạ, cảm ơn anh Du về trao đổi về cổ phiếu KBC và GDT ạ. Thì câu trả lời về cổ phiếu KBC thì cũng đã trả lời cho câu hỏi của anh Long Nguyễn ạ. Thì ở đây anh có hỏi thêm về cổ phiếu MBB ạ, chiều mua ạ, và cổ phiếu ACB ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? Hai cổ phiếu ngành ngân hàng MB, ACB, kết quả kinh doanh hay là sức khỏe tài chính của ngân hàng cũng vẫn rất là tốt thôi. Nhưng mà còn nhìn theo kỹ thuật thì nó hơi yếu. Cái trạng thái của nó thì không tệ như kiểu công thương hay VAB hay STB nó bị phá đáy thôi, nhưng mà nhìn cái trạng thái mà để tăng mạnh rất là khó. Đâu đó thì cái lưu ý nếu mà nhìn đến triển vọng các thứ ngành ngân hàng nói chung thì như ACB hay MB nó sẽ về cái kháng cự của đường kênh xu hướng thôi, tức là đâu đó khoảng quanh 30 đối với MB, còn ACB thì đâu đó khoảng quanh 34 đúng không ạ. Tức là nếu mà mua được chiếc đinh thì nó sẽ không quá hấp dẫn, khi mà mình chưa nhìn đến cái xác suất để vượt cái ít nhất cái đường kênh giá này, chưa nói đến cái chuyện vượt những cái đỉnh của tháng 6 hay tháng 8 thì chiếc đinh nó sẽ không phù hợp, cái biên nó quá hẹp. Còn nếu chiếc đinh ngành ngân hàng thì cái dung nghĩ là có nhiều cái cơ hội để mình lựa chọn nó sáng hơn ấy. Ví dụ như là Techcombank này, hay như trường hợp của Tietcombank cũng được, nếu mà thích chiếc đinh những cổ phiếu nó đã vượt đỉnh và nó đang mạnh nhất ngành ngân hàng. Hoặc là trường hợp của OCB, nếu mà trong tuần tới nó vượt đỉnh một cách dứt khoát và nó có những cái nhịp điều chỉnh nhẹ nhàng để mình tham gia thì có thể cân nhắc được. Còn tích cực nhất thì cái dung nghĩ là trong những cổ phiếu này thì mà chưa vượt đỉnh thì cái dung nghĩ là Techcombank là trạng thái mà đáng quan tâm hơn, thì cái kỳ vọng nó dù sao nó cũng rõ rệt hơn, ít nhất là nó cũng có xác suất về đỉnh, và xác suất vượt đỉnh thì nó vẫn còn nguyên nếu mà cái thanh khoản nó được cải thiện trong tuần tới. Còn trường hợp của ACB hay là MBB thì nó yếu hơn và nó không có kỳ vọng đủ lớn để mình chiết đinh. Cái biên độ chỉ 5-7% là không nên chiết đinh, thì chiết đinh như thế thì nó quá mỏng, nó không tương xứng rủi ro.
cái công sức mình bỏ ra để mình quyết định cổ phiếu đấy. Còn đến khi nào nó có những triển vọng nó mạnh mẽ hơn thì kỳ vọng của đỉnh thì cái Du sẽ update thêm cho anh chị. Còn hiện tại mình chưa thấy cái xung lực của nó đủ cái khả năng để vượt. Còn đỉnh của tháng 6, tháng 8 thì nó tạo thành những con sóng nó đủ mạnh thì không nên quyết định. Vâng, cảm ơn anh Du đã chia sẻ về cổ phiếu MVB và ACB. Quan điểm của anh Du cũng khá là rõ ràng đấy ạ. Thì MVB và ACB thì trạng thái cũng đang hồi phục và đang đều có những cái cản chéo nó khá là gần. Sau đó thì với một cái biên lợi nhuận nó khá là thấp như thế thì anh chị có thể quan tâm đến một cổ phiếu nó tích cực hơn trong nhóm ngân hàng, thì đó là cổ phiếu Techcombank. Đó. Thì tiếp theo có anh chị có hỏi về cổ phiếu ASM ạ. Cổ phiếu nhóm thủy sản hôm nay cũng khá là tích cực. Anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? ASM thì là bất động sản nhé. Còn IDI thì là thủy sản. Cái cổ phiếu này trước đây cái chất lượng tài sản nó không tốt đâu và những cái con sóng của nó cũng rất là kinh khủng. Nó tăng những nhịp sóng nặng tính đầu cơ và nó giảm cũng rất là kinh khủng. Nó cũng khiến nhiều nhà đầu tư cũng mất mát rất là nhiều. Và chiếc đinh cổ phiếu này thì rõ ràng là cái khẩu vị rủi ro sẽ phải rất là lớn. Chứ không phải là một cái cổ phiếu mà thực sự tin tưởng về mặt cơ bản để chiếc đinh và nó không phải là cổ phiếu tăng trưởng trung hạn đâu. Nhìn cái diễn biến nó nhiều năm qua nó cũng tương đối bấp bênh. Và dù sao nếu mà xét từ 2020 đến nay thì nó cũng đỡ đi rồi, tức là nó tăng và những cái nhịp điều chỉnh nó cũng đỡ thê thảm hơn. Nhưng mà nếu nhìn cái nhịp điều chỉnh gần nhất từ tháng 1 về đến tháng 7 vừa qua thì nó cũng giảm đâu đó khoảng 50%, tức là cũng tương đối đau thương với nhiều anh chị chiếc đinh cổ phiếu này. Còn nếu mà nhìn ngắn hạn từ tháng 7 này thì nó đang là cái nhịp hồi phục nó cũng tương đối tích cực, các cái đáy sau dần cao lên và giá dịch chuyển theo hướng tích cực. Anh Dung nghĩ là cổ phiếu như này thì chiếc đinh thì nó sẽ tương đối rủi ro và cái trạng thái nó thì hiện tại nó không quá đẹp đâu. Khối lượng vào đây rất là tốt và thanh khoản đâu đó hơn 11 triệu, giá tăng gần 5%. Thì chiếc đinh thì cái dung nghĩ vẫn được. Bây giờ nếu mà chiếc đinh giả định như mà mình chiếc đinh mà mình đặt cược với một cái kịch bản nó về lại cái đỉnh cũ này thì chiếc đinh được, tức là mua ở vùng hiện tại 17.x này và chấp nhận các lỗ nếu nó vỡ 16 chẳng hạn, tức là lỗ đâu đó khoảng 6-7%. Và nếu được thì được một cái kỳ vọng là về vùng 20-22 chẳng hạn thì lợi nhuận khoảng 20%. Đấy là một cái kỳ vọng trên lý thuyết thôi, còn thực tế mình không biết là cổ phiếu nó lên đấy không thì cũng có thể chấp nhận được. Tức là nếu mình đặt cược một cái ván bài mà cái xác suất rủi ro là chấp nhận là một phần và cơ hội nếu mà mình đúng mình được 3 phần thì vẫn chấp nhận được, vì hôm nay thanh khoản tốt và nó đang chớm vượt cái đỉnh của tháng 8 hay tháng 9 thì cá dung nghĩ là chưa định được. Nhưng mà cái này nó phù hợp với anh chị là thực sự là chấp nhận rủi ro cao thôi, tại vì cái tính đầu cơ và tính bầy đàn ở những cổ phiếu nó rất là lớn, nó không thực sự có những cái tổ chức lớn người ta tham gia để người ta dẫn dắt cổ phiếu và nó phụ thuộc rất nhiều vào các cá nhân. Thì chưa định được nhưng mà nên tham gia thì trọng vừa phải, coi như có cảm giác chưa định thôi. Mình nên đặt cái mức cắt lỗ ở vùng giá 16 nếu mà mua ở vùng giá hiện tại thì cái dung nghĩ cái xác suất thắng thì vẫn có nhưng mà nó không sự chắc chắn lắm. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Du về chia sẻ về cổ phiếu ASM. Ở đây có anh chị có hỏi về cổ phiếu Faecon và SCR, anh Du có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? Faecon thì trạng thái nó vẫn tích cực đấy, nó không có gì xấu đâu. Nó có cái đỉnh 2017-2018, đâu đó khoảng vùng 19.x. Hiện tại nó đã vượt cái đỉnh khoảng 2020 và 2021 rồi. Cái xu hướng của nó đang rất là tích cực. Và nó có cơ hội để tiến về vùng đỉnh cũ. Thì cá nhân Du thấy là trong tuần qua sau khi nó vượt cái vùng đỉnh vùng 15 ấy, thì nó tích lũy đâu đó khoảng 6-7 phiên là bình thường, nó không có gì tiêu cực. Trạng thái của HBC nó yếu hơn, nhưng trạng thái với con nó vượt hẳn cái đỉnh của 2 năm nay nhìn rất là tích cực. Và một cái cổ phiếu như này thì cái cơ hội hiện nó đang lớn hơn cái rủi ro, mình có thể chấp nhận được. Ví dụ như mình đặt ra một bài toán là cổ phiếu nó có thể tiến về vùng đỉnh cũ 2017-2018, đâu đó khoảng vùng 19 chẳng hạn. Thì từ mức giá hiện tại đi lên thì nó vẫn còn cái dư địa đâu đó khoảng hơn 3 giá đúng không? Tức là còn khoảng hơn 20% kỳ vọng. Còn rủi ro thì mình có thể đặt rủi ro nó vỡ ngược lại cái vùng 15 chẳng hạn, nếu mà mình đặt cái biên lợi nhuận nó mỏng hoặc vỡ vùng 14 năm. Hoặc nếu mình chiếc đinh theo trend mình đợi hẳn vỡ vùng 14 năm này, thì mình cắt lỗ. Thì đâu đó cái rủi ro nó chỉ khoảng hơn 1 giá.
đúng không ạ, chỉ khoảng 6-7% thôi, nhìn thấy nó không có lớn đâu. Còn cái kỳ vọng nó cũng có thể lên đến hơn 20% nếu nó về đỉnh cũ, và cái xác suất của phiếu nó về đỉnh cũ thì cái như thế là nó có xác suất tương đối cao ấy, thì cái đỉnh 2017 2018 thì nó tương đối nhỏ thôi, thanh khoản nó không quá lớn. Nên cái việc mà vươn về đỉnh cũ hay thậm chí sau này nó có những cơ hội vượt đỉnh nó hoàn toàn có thể xảy ra, mình hoàn toàn có thể là follow để mà theo cái câu chuyện nó ngay từ bây giờ để tránh sau này nó vượt đỉnh thì mình không dám tham gia tiếp. Còn rủi ro hiện tại nó không có cao đâu, thì nó là cái trạng thái vượt đỉnh mà có 2 năm rồi, và nó đã có cái quá trình tích lũy khoảng hơn 1 tuần nay rồi, ra cái rủi ro nó thấp rồi. Nếu mà nó vượt mà nó lại không tích lũy và nó đi lên một mạch đang lưng chừng thì nó sẽ khó nghĩ hơn, và cái trạng thái này thì vẫn tham gia được. Và mình chấp nhận đặt một cái kịch bản là cắt lỗ nếu mà nó vỡ 4 năm, tức là nó bị fail cả về cái việc vượt đỉnh trung hạn và fail cả cái kênh giá ngắn hạn, thì mình chấp nhận cắt lỗ mà mất đâu đó khoảng 7% đúng không ạ. Một bài toán như thế các anh nghĩ là Linh được và mua được. Còn trạng thái của cổ phiếu nào Linh nhỉ? Dạng cổ phiếu SR anh ạ. Sang bên thì thấy gần đây anh chị thấy tuần nào cũng hỏi nhỉ. Mọi người cũng có vẻ khá quan tâm, thì dù vẫn giữ quan điểm như các lần thay đổi trước thôi, thì cổ phiếu này đang có một cái kháng cự ngay gần là 14 và kháng cự xa hơn là kháng cự 16 và kháng cự của 10 năm qua. Cổ phiếu này từ khi lên sàn nó bị rơi rất là nhiều, và trong vài năm gần đây nó bắt đầu hồi phục lại thôi. Và xu hướng ngắn hạn thì nó hơi nóng quá, quá trình tăng thời gian qua nó tương đối nóng và nó đang ở sát cái kháng cự. Thứ nhất là cái đỉnh của tháng 9 chưa vượt, thứ hai là nếu có vượt thì nó sẽ có kháng cự ngay gần là cái đỉnh của tháng và 2011 ấy. Thì quan điểm của Du thì cổ phiếu này là cổ phiếu mà cái chất lượng tài sản rất là thấp, cái tính đầu cơ nó quá cao, nó lên vì những câu chuyện đầu cơ nhiều hơn là lên vì cơ bản. Thế nên là chết đinh nó thì nó phù hợp với những ai mà chấp nhận những cái rủi ro rất là lớn. Mình là những người nhạy bén và chấp nhận rủi ro lớn. Còn nếu mà trong cùng ngành bất động sản thì có nhiều cái cơ hội nó rõ ràng hơn và nó an toàn hơn, như DG hay nhà Tứ Liên rồi khác Điền Hao, thì đã như thấy là nó là những cái cơ hội mà cơ bản nó được ủng hộ, quỹ đất nó tốt rồi, cái xu hướng của nó đang rõ ràng hơn là những cổ phiếu này. Cổ phiếu này nó nặng tính đầu cơ và xu hướng, nhưng mà những xu hướng lớn thì nó cũng chưa chưa vượt nổi cái đỉnh của nó từ khi niêm yết. Còn rất nhiều cổ phiếu khác thì nó đã vượt rất xa cái đỉnh của nó từ khi niêm yết rồi, đúng không? Chúng ta nhìn như DIG hay là HDC hay Khang Điền Hao thì cũng có thể các anh chị nghĩ là những cái cơ hội của nó chưa vượt thì nó sẽ hấp dẫn hơn, nhưng mà về quan điểm trading thì thường những cơ hội mà nó đã vượt rồi và nó đi xa rồi thì nó lại càng hấp dẫn về mặt trading. Mà nhất cái chị nhìn về những cái cổ phiếu mà nó tăng nóng trong trong năm nay, HDC đúng không ạ, hoặc cái DRW DGC là những cái cơ hội mà nó liên tục vượt đỉnh và nó tạo những cái mức giá cao mới, mặc dù chúng ta càng sợ thì nó càng đi lên. Trong khi đấy những cổ phiếu nó còn đang bị giới hạn trong những cái kháng cự của nó nhiều năm trước ấy. Những trường hợp của DGC thì thấy là khi mà cổ phiếu nó chưa vượt cái đỉnh của 2018 thì 2016 thì nó đâu có tăng mạnh, nhưng mà đến khi nó vượt thì nó có những bước tăng rất là đột phá. Thì SR thì sau này khi nào nó vượt 16 thì nên quan tâm, và lúc đấy nên quan tâm đến câu chuyện cơ bản của doanh nghiệp, thì thực ra cổ phiếu này nó sẽ hơi nặng tính đầu cơ và cái chất lượng tài sản không tốt, nên ra là mình thực ra tham gia thì cũng không tin tưởng tham gia số lượng lớn, mặc dù thanh khoản nhìn có vẻ lớn, nhưng mà về mặt nguyên tắc thì khi mà một cái doanh nghiệp mà tăng không phụ thuộc vào cơ bản nhiều mà nặng tính đầu cơ, thì cái việc tham gia nó chỉ tỷ trọng rất là nhỏ thôi, khó kiếm được số tiền nhiều những cổ phiếu mà mình không tin tưởng. Nên là có thể cân nhắc cơ hội nó sáng hơn, và sau này nó vượt 16 thì có thể xem xét lại sau. Vâng, cảm ơn anh Du ạ. Thì trong chương trình ngày hôm nay, nếu mà anh chị nào mà chưa có được các chuyên gia trả lời câu hỏi thì anh chị có thể để lại câu hỏi trong cái đường link mà Linh đã gửi lại trong phần chat ạ. Thì các trung tâm chuyên viên của trung tâm tư vấn đầu tư sẽ hỗ trợ trả lời câu hỏi anh chị ạ. Thì do thời lượng chương trình gần hết thì Linh xin phép sẽ trả lời một câu hỏi cuối ấy, trước khi kết thúc chương trình ạ. Thì ở đây anh Vũ Đặng Thái ấy, có hỏi về cổ phiếu HAX ạ. Có mục tiêu của HAX trong thời gian tới ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? Cái trạng thái HAX thì nó cũng chưa chưa có gì quá tích cực đâu, tại vì nó vẫn là trong một cái kênh giá giảm từ tháng 5 đến giờ thôi và nó chưa vượt được. Giả định phân tích thuần về mặt lý thuyết, nếu mà nó vượt được cái kênh giá này trong trong tuần tới, tức là nó tiếp tục đi lên vượt giá 24 chẳng hạn để confirm cái việc vượt kênh giá này, thì kháng cự của nó sẽ là cái vùng đỉnh cũ là vùng tháng 5. Với giả định đấy, thế chứ định về mặt lý thuyết thì nó vượt 24 chẳng hạn, anh chị mua thì có hy vọng về 28 đó khoảng 4 giá, thì mình có thể đặt một cái cắt lỗ là 1,5 giá chẳng hạn, tương ứng với khoảng 1/3 cái kỳ vọng lợi nhuận, thì mình có thể chấp nhận cuộc chơi được. Còn
Hiện tại nó cũng chưa có gì tích cực, và cái du thì không có thích cổ phiếu này lắm, tại vì nhìn cái câu chuyện của ngành thì mình cũng nghĩ là những cái doanh nghiệp mà bán những cái mặt hàng xa xỉ như Hasako thì nó bị ảnh hưởng khá nặng trong thời gian qua, và cái thay đổi cái xu hướng tiêu dùng của người dân cũng có lẽ là sẽ còn tiếp diễn trong trong ít nhất 1 năm tới, tại vì người ta sẽ hạn chế tiêu dùng những cái mặt hàng xa xỉ để dự phòng cho những cái rủi ro có thể xảy ra như năm vừa qua Covid ấy. Nó chứng kiến rất nhiều cái cá nhân thì doanh nghiệp bị ảnh hưởng thu nhập, nên cái việc tiêu dùng những cái mặt hàng nó quá xa xỉ thì có lẽ nó sẽ bị ảnh hưởng một chút. Thì nếu mà về mặt trading thì anh nghĩ là hiện tại nó thì cũng không nên vào, thì nó chưa break out à. Còn nếu như giả định trong tuần tới nó vượt qua 24 mà anh rất thích cổ phiếu này, anh muốn trading thì có thể cân nhắc được, và mình đặt kỳ vọng về 28, đặt cái mức cắt lỗ là khoảng 1,5 giá, tức là đâu đó vỡ ngược để giá 2,5 thì cắt lỗ, thì lúc đấy nó vỡ ngược cái kênh giá đã vượt thì cũng chấp nhận được. Còn bản thân mình thì mình cũng không quá thích ngành này, và mình cũng không không tin tưởng cổ phiếu này lắm đâu, vì thanh khoản nó cũng không quá lớn, cái tính đầu cơ của nó cũng tương đối cao đấy. Thế mà quan sát diễn biến nó trong nhiều năm qua thì đấy là cái tư vấn, cái chia sẻ của Du về cổ phiếu HLX thì anh có thể cân nhắc trong tuần tới. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Du ạ. Thì ở đây trung tâm tư vấn đầu tư cũng có một cái cộng đồng giao dịch chứng khoán D-Stock, thì chuyên về cung cấp cho các anh chị nhà giao đầu tư trên thị trường chứng khoán ở trên VNREX ấy. Có thể có những cái kiến thức chia sẻ về các kiến thức giao dịch này, chia sẻ về góc nhìn thị trường, cũng như là tư vấn thêm cho anh chị về các cổ phiếu ở trên thị trường trong phiên giao dịch. Thì anh chị có thể quét mã QR code ở đây để anh chị tham gia vào cái cộng đồng này, để có thể trao đổi với các chuyên gia hoặc là các nhà giao dịch trên cái cộng đồng này. Thì cảm ơn anh Du đã tham gia chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn anh chị nhà đầu tư đã dành thời gian để theo dõi chương trình, và chúc anh chị một cuối tuần vui vẻ, và hẹn gặp lại anh chị trong chương trình thứ hai tuần tới ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ạ. Xin cảm ơn Linh, cảm ơn các anh chị, và hẹn lại mọi người trong tuần tới. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé.